Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị chuẩn mực và hành vi của doanh nghiệp. Nó không chỉ chi phối hoạt động của các thành viên mà còn tạo ra bản sắc kinh doanh riêng, giúp doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc hợp tác, thân thiện và tiến thủ. Vậy doanh nghiệp ở Nghệ An đã xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Hiệu quả đạt được từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Trong thời gian qua, doanh nghiệp ở Nghệ An có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê, hiện có gần 29.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp, cả khối nhà nước và khối tư nhân đều chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để đưa ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể là cách làm được nhiều đơn vị áp dụng. Như Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Nghệ An đã tập trung vào 5 trụ cột là đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đảng viên, giỏi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đối với khách hàng, phục vụ trên tinh thần thấu hiểu, thực hiện văn hóa chia sẻ, trách nhiệm xã hội, lợi ích cộng đồng. Các nội dung này đã được thực hiện nhất quán trong ban lãnh đạo đến các phòng ban và toàn thể cán bộ viên chức. Thì chúng tôi cũng đã gắn kết cái phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp với tất cả các cái phong trào thi đua trong tập đơn vị, trong chi nhánh. Cụ thể như là phong trào xây thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, về phong trào sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng các cái đề tài nghiên cứu khoa học để phục vụ cho các cái hoạt động của đơn vị, rồi cũng như là các cái phong trào về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tôi đã là tăng cường thì mối quan hệ đối với các cấp ủy chính quyền địa phương, rồi các cái tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Đến thời điểm hiện nay thì chi nhánh của chúng tôi đã là tăng được dư nợ là lên đến là trên 12.000 tỷ. Tỷ lệ cái nợ xấu, nợ khoanh, nợ quá hạn và nợ khoanh thì chỉ chiếm có không phải là 11-12%. Tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, văn hóa doanh nghiệp được xác định là tài sản, một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Bệnh viện đã xây dựng bộ tiêu chí, thống nhất thực hiện theo quy chuẩn ở từng nội dung như ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, trách nhiệm với cộng đồng và an sinh xã hội. Chúng tôi lồng ghép trong tất cả các hoạt động, từ tiếp đón bệnh nhân trở vào cũng như là ứng xử ở trong các bệnh phòng cũng như là cán bộ nhân viên là ứng xử với nhau. Tất cả mang một cái tính quy chuẩn là tạo sự thống nhất là tốt nhất trong toàn công ty. Tinh thần thái độ của anh em là vui vẻ, phấn khởi, tất hăng say trong cái công việc theo cái bổn phận trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, từ đó tạo dựng uy tín và phát triển doanh nghiệp. Đào tạo nhân viên là với một cách ứng xử đối với khách hàng là rất là lễ phép, và đối với đồng nghiệp thì là chan hòa, lựa chọn cái nguồn hàng có nguồn gốc xuất xứ là rõ ràng, để đóng bảo hiểm đầy đủ quyền lợi cho công nhân. Cái văn hóa doanh nghiệp nó cũng tạo ra cái uy tín, cái thương hiệu cho doanh nghiệp, cho nên là cái văn hóa doanh nghiệp là một trong những là mục tiêu và là nhiệm vụ chính, cũng là nhiệm vụ chính của chúng tôi trong quá trình hoạt động xây dựng cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghệ An là tỉnh có số lượng doanh nghiệp đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Các doanh nghiệp Nghệ An đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn, đóng góp gần 70% tổng thu ngân sách nhà nước. Thực hiện đường lối của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp hội viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo lập một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh. Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An là cơ quan đầu mối, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Nghị quyết 05, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ khối, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa doanh nghiệp vào nghị quyết của cấp ủy,
chuyên môn, đoàn thể để triển khai thực hiện. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ đảng viên, người lao động đã về xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp đã được nâng lên một bước rõ rệt. Các doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, đề cao tính minh bạch, lành mạnh và đạo đức, thực hiện tốt cái trách nhiệm vai trò với cộng đồng xã hội, đã tăng cường chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Nhiều đơn vị đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang cái bản sắc riêng của ngành, của lĩnh vực hoạt động, nhất là trong cái xây dựng chiến lược và xác định cái tầm nhìn thiết kế kinh doanh. Nhiều mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp đã được nhân rộng trong đảng bộ khối và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo dựng nên thương hiệu doanh nghiệp, doanh nhân chứng nghệ. Là tổ chức gắn kết trên 200 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, BNI Nghệ An đã xây dựng và hình thành nét văn hóa riêng. Các thành viên kết nối với nhau mang tính hệ thống. Tại đây, họ được học tập phương thức kinh doanh chuyên nghiệp, chia sẻ cho nhau những cơ hội kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Mỗi năm đã có hàng ngàn cơ hội kinh doanh được trao nhau với tổng giá trị kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Với cái văn hóa là tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh, chúng tôi là những cái thành viên sẽ đưa lại cho các chủ doanh nghiệp những cái cơ hội kinh doanh thông qua những cái mối quan hệ bền chặt và từ đó thì phát triển kinh doanh cho nhau. Thành viên của BNI khi đi ra thì cũng có một cái nét văn hóa rất là riêng, đó là giúp đỡ những người khác, sẵn sàng chia sẻ những cái giá trị mà mình có được, cùng với đó là cái sự đồng hành trong kinh doanh. Một số tổ chức, hiệp hội khác cũng đã chú trọng mở các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vận động hội viên tích cực hướng về cộng đồng, tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rời bỏ thị trường, sấp xỉ hoặc cao hơn doanh nghiệp thành lập mới. Trong số đó có không ít doanh nghiệp không đáp ứng hoặc không thể thích nghi với nhu cầu thị trường. Điều này cho thấy, để có thể trụ vững và phát triển doanh nghiệp, cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xem đó là giá trị cốt lõi. Thực tế cũng cho thấy, nhờ xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã có bước phát triển ổn định trên thị trường. Là một doanh nghiệp nhỏ, đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng công ty cơ khí Quốc Đại đã sớm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gồm kỷ luật, gắn kết và thịnh vượng. Gắn liền với đó là hệ thống quy tắc về an toàn vệ sinh lao động, chất lượng sản phẩm, cách thức sản xuất kinh doanh, thái độ phục vụ khách hàng. Vì vậy, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khác, nhưng trong thời gian qua, doanh thu của công ty đạt từ 10 đến 15 tỷ đồng một năm, đóng góp ngân sách từ 300 đến 500 triệu. Công ty đã tạo việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ chính sách cho hàng chục lao động. Tôi thấy là rất là hiệu quả, đặc biệt là trong quá trình sản xuất thì tất cả các anh chị, nhất là ở xưởng, vì bên tôi là chủ yếu là làm bên sản xuất, thì là dưới xưởng là nếu mà mình thực hiện được cái văn hóa kỷ luật tốt thì anh em làm việc là vấn đề tốt nhất, đó là vấn đề an toàn sản xuất. Cái hiệu quả công việc nó cao thì mang lại được cái thu nhập tốt hơn, tối ưu nhất cho tất cả các nhân viên. Hỗ trợ được rất nhiều các cái doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn. Nhiều lúc là hàng mình có thể làm cũng hết, mình có thể chia sẻ và giới thiệu cho các cái đơn vị khác. Hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu, công ty cổ phần may Minh Anh có trên 10.000 lao động. Xác định mục tiêu phát triển bền vững gắn với thương hiệu doanh nghiệp, công ty đã chú trọng khơi dậy, khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách, quan tâm đến đời sống của người lao động. Nét văn hóa này đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Công ty cũng chú trọng liên quan đến việc tăng cường tạo ra một cái môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ sự đổi mới, các chương trình thi đua, khen thưởng, làm việc nhóm để tăng đoàn kết và tinh thần đồng đội. Cũng nhờ xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp, hàng loạt các doanh nghiệp khác cũng đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và có bước phát triển vững chắc
đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có thể thấy rằng việc xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp đã được các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội chú trọng thực hiện. Tuy vậy, trên thực tế vẫn xảy ra nhiều sự việc liên quan đến ứng xử hay đạo đức kinh doanh của một số doanh nghiệp, một số cá nhân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung. Vậy, cần xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Phương pháp nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả, bền vững? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình ngay sau đây. Khách mời trong chương trình hôm nay là tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Ông từng là thành viên tổ tư vấn của Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Ông đã có nhiều bài viết, bài nghiên cứu trên các báo, tạp chí và nhiều bài trả lời phỏng vấn về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp. Thưa tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp? Văn hóa thì có ý nghĩa rất lớn trong cái quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Chúng ta thì đều biết rằng nghe văn hóa luôn được coi vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là cái hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội đấy. Thế nên là ở phạm vi doanh nghiệp ấy, thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay là văn hóa kinh doanh thì không chỉ là cách mà chúng ta thể hiện cái trách nhiệm đạo đức đối với xã hội, đối với cộng đồng, mà còn là cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu này, tạo nên cái sự gắn kết với mọi người trong doanh nghiệp thông qua triết lý, thông qua đạo đức kinh doanh, thông qua văn hóa ứng xử. Và từ đó thì giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Theo tiến sĩ, các doanh nghiệp Nghệ An nói riêng, doanh nghiệp cả nước nói chung cần xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Theo tôi thì các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và doanh nghiệp ở Nghệ An nói riêng ấy, thì cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo cái điều kiện và hoàn cảnh của mình. Cái điều đáng mừng là Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp ấy, thì đã ban hành một cái bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh gồm có lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững này, hay là xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp này, vấn đề về thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh hay là trách nhiệm xã hội. Thì đây có thể được xem là các cái kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng ta xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cái vai trò đầu tàu, cái vai trò dẫn dắt của người chủ doanh nghiệp ấy, của người lãnh đạo doanh nghiệp ấy, cái tính làm gương của họ có một cái ý nghĩa rất là lớn để chúng ta có được cái sự đồng tâm hiệp sức của tất cả các cái nhân viên, của người lao động trong doanh nghiệp. Và từ đó thì cái việc xây dựng các cái quy định về văn hóa doanh nghiệp nó đi vào thực tiễn cuộc sống được. Trong bối cảnh thị trường ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, theo tiến sĩ thì phương pháp nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả, bền vững? Ở đây theo tôi thì trong cái bối cảnh mà cạnh tranh gay gắt thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là cái lợi thế để các cái doanh nghiệp có thêm sức bền, có thêm sự gắn kết để vượt qua khó khăn, thách thức và xây dựng nên cái thương hiệu cho chính mình. Và để xây dựng văn hóa doanh nghiệp ấy, thì bên cạnh cái nhận thức và sự làm gương như tôi đã nói ấy, thì cái việc có một cái kế hoạch cụ thể chi tiết cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở đấy thì đòi hỏi cả nguồn lực tài chính này, con người này, và có cả quyết tâm kiên trì, thì sẽ là những cái cách thức để cho chúng ta xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp là điều kiện cần để doanh nghiệp phát triển. Phần trao đổi với khách mời cũng đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyền hình nghệan.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.